Mấy anh em có đi lên trên bản thu được một chút cái mật ong rừng này của bác này. Bây giờ thì cháu cho cô bác, các bác cùng xem là những cái mật ong này của bác này rất là đặc xỉn của bác. Đây thì ở đây còn là nguyên tổ này của bác, còn là cái phần này thì là cái phần sáp nữa. Thì cháu được xé để đây, không có vắt, chỉ vắt nguyên cái phần này thôi cô bác ạ. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái tổ ong rừng nguyên chất hết cô bác này. Và bây giờ thì hai anh em bóc ra, cô bác có thể nhìn thấy những cái giọt mật mà nó chảy xuống rất là đặc sệt luôn cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có lên trên bản thu mua được một ít mật ong rừng cô bác này. Hãy nhìn mật ong rừng thì màu nó sẽ đen hơn mật ong quả một chút. Thì có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm và những cái mặt hàng mật ong nguyên chất thì có thể điện cho cháu Lực qua cái số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực cô bác. Hay mọi cái mặt hàng cháu Lực đều gửi cho quý ông bà cô chú anh chị thì đều có những cái tem logo của bạn em trên này, và những cái mặt hàng cháu Lực gửi cho cô bác anh chị sẽ là những cái đặc sản ở trên vùng cao và những lít mật mà nguyên chất hết cả cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đẹp đấy. Đẹp không ông? Đẹp. Tôi cảm ơn ân nhân đã gửi cổ tôi với vợ tôi. Tôi biết ơn ân nhân rất là nhiều. Tôi chúc ân nhân cùng gia đình thân nhiều sức khỏe. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào thăm ông bà cụ mà sống neo đơn ở trên này cô bác. Hôm nọ thì chị Trần Đầu Giáng My có theo dõi được cái thước phim của cháu Lực và chị muốn rằng là mua nệm với lại chăn ga, mua áo khóc nữa, áo khoác nữa cho ông bà cụ mà sống biệt lập ở trên này cô bác. Có vẻ như là hôm nay cháu Lực hơi bị mất tiếng một chút cô bác. Có những câu mà chưa được nói rõ thì rất là mong quý ông bà có chú anh chị sẽ bỏ qua cho cháu Lực. Như cái thước phim hôm trước thì cô bác cũng đã biết rồi rằng là mấy anh em trong vật liệu cả đêm hôm đấy thì có một cái sự việc mà nó xảy ra rất là nguy hiểm với vật liệu của trên nhà ba ông cháu cô bác. Thế thì trưa hôm nay, sáng nay thì các em sáng nay thì Sử đang chở vật liệu rồi các bác. Đến chiều thì cháu Lực lại về và đem cái phần quà này xuống tới cho ông bà cụ của bác. Ở đây thì cháu Lực đã mua từ hôm ngày chợ phiên rồi, nhưng mà do là cháu Lực cũng còn một chút công việc ấy cho nên là chưa đi xuống được ấy cô bác. Thì hôm nay tranh thủ thời gian thì sẽ mua xuống cho ông bà cụ luôn cô bác. Cô bác cũng có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên rồi rằng là chú ngủ ông bà cụ thì không có ga, không có nệm này, với lại ga, với lại gối này. Cho nên là cháu Lực cũng được sự đồng ý của chị Trần Đồ Giáng My ra. Cháu Lực trích cái khoản tiền của chị ra. Chị Trần Giáng My có gửi cho cháu Lực một cái khoản để vào quỹ nếu mà cháu Lực đi vào thăm hoàn cảnh nào. Và chị Giáng My nói cháu Lực mua tặng những cái hoàn cảnh nào rồi thì cháu Lực sẽ trích cái tiền của chị Trần Đồ Giáng My ra để mua cô bác. Vừa mới bước vào đến đây thôi đã nghe được tiếng chó của ông sủa rồi cô bác. Từ xa xa thì cháu được nhìn thấy là ông hình như là đang chuẩn bị đi đâu cô bác. Hôm nay có vẻ là thời tiết nắng nóng một chút, ông bà giặt hết chăn ra ngoài phơi này. Ui chó ông có vẻ dữ phết nhỉ. Ông không lấy thả à? Chó ông không lấy thả à? Cho ông không lấy thả đi à? Không.
Này ông ơi, cháu cầm cái này vào đi ông ơi. Cái chỗ ngủ của ông bà thì có vẻ là rất là bồ bộ của bác, rất là nhiều quần áo. Bây giờ thì ông dọn qua chỗ này nhá. Xong thì một tí lấy đệm này giải nhá. Hôm nay thì cháu xuống thăm ông thì có được chị Trần Đồ Giáng My là mua tặng cho ông nệm với lại chăn đấy. Hoàn cảnh của ông với bà thì rất là tội nghiệp của bác ạ. Ông với bà thì hai ông bà đều là bị thiểu năng trí tuệ của bác, không có được minh mẫn cho lắm. Cái màn thì hôm nọ cũng được bác Trương Thị Ngọc Minh là gửi tới cho ông với bà rồi, cho nên là cháu Đức sẽ không có mua màn nữa. Cái này là quần áo hả ông? Ừ, quần áo. Ồ. Ôi, cái này chăn ông vừa mua hay là như nào ấy? Chăn đến xã ấy. À, là người ta tặng à? Ừ. À. Đến xã lấy. À. Hồ cho. À. Thế ông bây giờ ông dọn ở đấy đi một tí nhá. Vâng. Thế xong rồi để một tí giải đệm vào. Màn thì ông có rồi đúng không? Có. Chó ông thì có vẻ là rất là ghê này các bác này. Chó ghê như này thì không có sợ mà trộm mà đi vào nhà nữa. Chó mà sủa thì mình cũng biết là ai đang gần tới nhà mình. Dê ông thì hôm nay mang đi đâu ấy? Đi đâu cho nó ăn cỏ ấy? Đi ở dưới. Ở dưới kia à? Ở dưới kia đây. Dê nó có bị làm sao không? Không. Cái này là ông để cái gì ấy? Để gạo à? Gạo. À. Cả thùng để trong cái này. Này ông thì để gạo của bác thì để vào cái thùng này thôi, để tránh là chuột ăn. Ôi, ông là giang chè đây à? Hả? Ừ. Giang chè đây à? Ừ. À. Ông đi vừa rồi đi hái được một chút chè này của bác này. Về giang. Về sao? Nhớ một ít. À, xem rừng là lấy về một ít à? Ừ, à. Lấy được một ít. À. Bà đi đâu rồi? Ừ. À, đi cầm bếc chỗ, cầm một bếc về chỗ. Xuống dưới xem. Xem lúa đấy. À, đi xuống xem lúa à? Thả xú quẩn. À. Bấy. Bà thì đi xuống ấy xem lúa rồi cô bác. Ông với bà thì năm nay có trồng được một ít lúa nữa. Này, bây giờ thì ông cất cái này ra bên kia nhá. Hãy để giải đệm cho ông bà nhá. Ông bà đã bao giờ ngủ cái này chưa? Ngủ. Ông bà có bao giờ ngủ cái này chưa? Đã có cái này chưa? Chưa. Chưa à? Chưa. À. Thế đã từng ngủ lên trên trên này bao giờ chưa? Chưa. Chưa bao giờ đâu à? Chưa. Ừ. Từ từ đã, nhìn là cái từ từ ông ơi. Ông xem nhìn xem cái khóa nó ở đâu ấy. Hai cái kìa. Đây. À đây đây. Đây ông, đây kéo kéo. Kéo ra hai bên. Ông kéo ra bên kia. Rồi. Đấy. Nên trên nhà của ba ông cháu thì mấy hôm nay đang rất là bận rộn các bác. Cho nên là cháu này đẹp đấy. Đẹp đúng không? Đẹp đấy. Này, đêm thì ông với bà ngủ cái này thì không có sợ đau lưng nữa đấy. Ừ. Hay còn cái ni lông này gấp gọn nào, cất nó đi. Vâng. Đấy, gấp gọn mà cất nó đi. Hay bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến mùa thu. Vâng. Mùa thu xong là đến mùa đông rồi các bác, thì thời tiết nó rất là lạnh. Đây. Này, ở đây thì sẽ có cả gối nữa. Từ từ, ông này còn nhiều lắm. Ông có con dao không? Con dao của ông đâu rồi? Con dao đây. Ông lấy cho cháu mượn con dao đi. Ở đây. Đây, lấy cho cháu đi. Để ông thì có vẻ là chắc là rất là vui cô bác khi mà mình nhận được những cái phần quà này. Ông thì từ
Từ lúc mà ông sinh ra đến giờ thì đã bao giờ ngủ trên cái này lần nào chưa? Không. Chưa à? Ừ. Mới phải được 70 tuổi, 70 năm. Không biết đến cái tấm nệm là gì cô bác. Bỏ được không ông? Ê, ông hỏi cháu bỏ đi nha, thế đớp cắt. Ông... Ôi thế, đúng rồi, ông bỏ cái này ra để bao thì... để bao tải đó mình tận dụng, mình để lấy khác nhá. Vâng. Cái như cái bộ quần bộ chăn cú của ông ấy thì giặt xong sẽ để vào đây nhá. Xác định đấy. Ừ, nhưng mà chăn cú của ông ấy thì ông giặt để vào đây nhá. Vâng. Lực phải nói từ từ thì ông mới nghe thấy được cô bác ạ. Được rồi. Được chưa ông? Được đấy. Rồi, tôi xem nào. Rồi. Từ từ phải lấy cái này ra trước đã. Vâng. Cái này là cái ga của nó nhá. Vâng. Bao giờ mà tầm một tuần thì tháo ra giặt một lần đâu nhá. Vâng. Đấy. Từ từ để cháu giải cái này đã. Ông cầm hộ cháu cái này đi. Vâng. Bây giờ ông trèo lên giường nhá. Bây giờ ông lên giường nhá. Ôi dài. Dài như thế thì. Đấy, tối đi ông bà ngủ đây thì êm rồi nhá. Vâng. Đây ông lên trên đi. Vâng. Bây giờ ông lên trên góc kia đi. Đấy. Xong mà đồ mọi cái này thì quần áo thì cân gọn gọn vào một chút ông nhá. Vâng. Không phải là mình có quần áo nhiều là mình cứ bày bựa ra đâu nhá. Vâng. Rồi. Cái nào mà đây để như này ông, để như này này. Để này làm theo con, làm theo cháu. Đây, kéo ra bên kia. Kéo ra bên kia ông. Này ông kéo ra bên kia. Đấy, móc vào đây ông, móc vào đây. Đấy, kéo ra móc vào đấy. Rồi cả bên này nữa nhá. Hay bên đấy móc sang bên này nữa. Đấy, kéo lên ông. Hãy kéo lên nào. Được chưa ông? Thế ông không làm ông thế. Ông chưa làm bao giờ đúng không? Ừ. Có là chưa được nhìn thấy bao giờ luôn đấy cô bác ạ. Ừ. Đấy. Bây giờ ép nó xuống ông ạ. Ép nó xuống. Từ từ. Thế nó chưa vào ông ạ. Đấy. Cắp hết lòng. Ồ. Cắp hết lòng, bộ cắp nới lòng ạ. Từ từ nào ông, để cho cháu xem nào. Ồ. Được không? Đấy. Bên đấy được chưa ông? Được. Được thì bỏ xuống đi. Đây. Có vẻ như là cái mới của bác nó hơi căng một chút. Cái này thì đây. Đây thì là vừa rồi. Này đây thì có cả gối nào nhá. Này, đây thì ông ngủ luôn hết đồ mới nhá. Còn mấy cái đồ cũ của ông thì cất giặt đi nhá. Ông từ từ đấy, cái đấy đừng bỏ đấy ông. Này. Này, ông kéo ra. Còn mấy cái đồ cũ của ông đi ấy, giặt xong để vào đây bao tải đi nhá. Vâng. Này, tối về thì bảo bà giặt nhá. Vâng. Đây thì cháu cũng mua cho ông bà thêm hai cái gối này. Vâng. Đấy. Thêm một cái chăn nữa này. Đấy. Tối nay về thì bà chắc là mừng lắm ấy nhở. Vâng. Đấy. Thế bây giờ thì rất là êm rồi các bác này. Còn tối nay thì ông giải màn đấy nhá. Cái đây là ngủ ngon luôn đấy ông ạ. Dạ. Đấy. Như này là đẹp rồi, như này có đẹp không? Đẹp. Này chăn thì bây giờ cũng có chăn ấm nệm êm rồi. Ngủ cái này thì rất là êm đấy ông ạ. Năng đẹp không? Ừ. Ông thử ngồi lên trên này có thích không? Thích. Thích lắm nhỉ ông nhỉ? Thích lắm. Ừ. Hôm nay thì lại có một chị mua cho ông với bà. Đấy. Quần áo thì có nhiều thì bỏ bớt nó ra bao tải không nhá. Ừ. Giặt xong cất đi nhá. Ừ. Lần sau cháu vào ấy thì đừng để cháu nhìn thấy nhiều quần áo treo như này đâu nhá. Ừ. Mặc dù là cái ngôi nhà nhỏ nhưng mà ông với bà sống làm sao mà cho nó ngăn nắp một chút nhá. Ừ. Đấy. Đấy hôm nay thì chị cũng có mua cho ông với bà
thêm là mỗi người một bộ quần áo rét nữa. Bây giờ thì cũng đến mùa thu rồi. Đến mùa thu rồi thì hết lạnh. Cái áo này thì là áo của bà nhá. Nha. Áo này đi cho bà nhá. Áo này thì để cho bà, áo này thì để cho ông nhá. Này. Áo của ông thì cháu sẽ mua to cho ông nhá. Này, áo này thì nó sẽ cháu lượng mua cho ông cô bác. Thì mua ở bên ngoài là nó sẽ một chất liệu mà nó không có thấm được vào trong một chút. Để khi nào mà ông đi ra ngoài gặp những cái cơn mưa rào ấy. Đây, đây là áo của ông nhá. Ông thử mặc xem nó có vừa không, cháu chọn có vừa không. Vô tần cân năng ạ. Này bà thì không ở được cô bác này. Áo này thì sẽ mua để cho bà này. Áo bà thì áo màu vàng luôn cô bác. Rất là cháu Lực lựa cho bà thì cháu Lực sẽ lựa to to một chút, lựa cho ông bà ấy. Nên bây giờ thì bà thì cháu Lực sẽ gấp đoạn vào túi bóng này cô bác này. Áo này thì đắt lắm đấy ông ạ. Đấy, cháu mua cho chất liệu mà nó mưa không có thấm được vào ấy. Đây, mua áo to to một chút để cho còn mặc cho nó thoải mái ông ạ. Được không ông? Được. Được rồi đúng không? Ông đã bao lâu rồi chưa được mua quần áo mới? Bao lâu rồi? Lâu đấy. Lâu rồi à? Thế ông còn nhớ là bộ gần đây nhất của mình mua là bao lâu rồi? Toàn là áo cũ Toàn áo cũ là người ta cho à? Là mình sinh là hàng xóm xung quanh ở đây đúng không? Đấy, đẹp luôn rồi ông. Đấy. Cái này thì sẽ mua to to lên một chút cho ông. Nếu mà mua nhỏ quá thì không có được cô bác ạ. Áo này thì đêm mặc lại ấm lắm đấy. Ban ngày là ông có thể là đi vận động nhiều thì ông còn mặc được những cái bộ quần áo mà cộc tay. Bây giờ thì ông bỏ ra cất đi nhá. Này ở bên trong này thì chất liệu của nó cũng rất là ấm đấy các bác này. Đấy. Bây giờ thì cho cháu Lực xin được nói qua về cái những cái đồ mà cháu Lực mua hết trong hôm nay cho ông bà là bao nhiêu các bác. Nói là trong thời gian qua thì cháu Lực cũng rất là cảm ơn chị Trần Đỗ Giáng My. Hầu như là hoàn cảnh nào của cháu Lực đi chia sẻ thì đều có sự đồng hành của chị Trần Đỗ Giáng My theo cháu Lực cô bác. Một cái chặng đường mà phải nói là từ rất là dài rồi cô bác ạ. Từ lúc mà cháu Lực vừa mới bước làm canh thôi. Đã có sự tin tưởng của chị Trần Đỗ Giáng My dành cho cháu Lực và để cho cháu Lực đi trao được những cái phần quà và những cái niềm vui tới cho những hoàn cảnh và những cái bà con cô bác. Gấp lại luôn à ông? Vâng. Ồ gấp lại luôn à? Áo này đi đâu thì đừng để cho người ta lấy nhá, không nhá. Vâng. Người ta bảo mặc thì đừng cho nhá. Vâng. Người ông thì cũng rất hiền của bác, chỉ sợ là đi ra ngoài người ta lừa là ông ấy có những cái áo đẹp ấy. Ông với bà thì trưa hôm nay ăn cơm với gì? Ăn xong rồi. Nhưng mà ăn cơm với gì ông? Cơm là ăn có thịt không ông? Không có. Không có thịt rồi à? Ừ. Thế ăn cơm với rau gì? Không có. Không có rau à? Ừ. Ăn thì ăn cơm với đố hay là ăn cơm với gì? Hôm nào hôm xưa là mua trở về. Mua trở về à? Ừ. Nhưng mà không phải mua thịt à? Không. Ừ. Hôm nào thì ông ấy bà là đi chợ chắc là mua đố về cô bác. Thế hôm nay thì bây giờ chị cháu nói với ông một chút nhá. Hôm nọ cũng có chị là Trần Đỗ Giáng My là mua thức ăn cho ông này, mua mắm muối mì chính, mua gửi tới cho ông bà ấy. Và hôm nay chị lại tiếp tục là mua nệm này, ga này, gối này cho ông. Này buổi tối thì đi ngủ cái gối này thì rất là êm luôn nhá. Vâng. Thế
không phải là đi lấy cái khúc cây ấy, khúc cây về đi ngủ đâu. Ông với bà thì còn đi nhặt cái khúc cây về cô bác, cái ghế này cô bác này, lấy cái ghế con kia cô bác, lấy ghế con kia để làm mà cái gối để mình ngủ ấy. Thỉnh thoảng là phải giặt rú nó đi ông nhá. Ừ. Đấy, ông đi giặt là quần áo thì giặt tận đâu? Dưới đây. Tận dưới đây à? Ừ. À. Này bây giờ thì cái chậu to. Đấy. Hôm nay thì cháu Lực mua thứ nhất là nệm này và mua gối này, mua ga này và mua chăn nước, thì tổng cộng cái số tiền mà cháu Lực mua ở đây là hết là 1 triệu đồng. Người ta bảo cháu Lực là 1.150.000. Nhưng mà cháu Lực cũng mua ở đây rất là nhiều các bác, thì người ta bớt cho cháu là 50.000 rồi. Mua cho cháu là 150.000 rồi. Và cháu Lực mua hai cái áo khoác cho ông với bà. Thì áo thì rất là đắt cô bác ạ. Áo của ông này thì cái chất liệu này là cái 450 thôi. Mặc dù nó rất là mỏng nhưng mà nó rất là ấm cô bác, nó rất là nhẹ. Còn của bà thì là 350.000 cô bác. Cháu Lực mua hai cái áo khoác là hết là 750.000. Và tổng hôm nay cháu trích cái tiền của chị Trần Đố Giáng My ra là 1.750.000 cô bác ạ. Đấy, phải nói là cháu Lực cũng thay mặt ông bà là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đố Giáng My. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống chị ạ. Cảm ơn chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em. Ngày hôm nay thì có vẻ như là cháu Lực hơi bị mất giọng rồi cô bác. Tiếng bây giờ thì nghe nó kiểu phải ôm ôm một tí, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Ông thì có điều nào mà muốn nhắn nhủ tới chị mà đã mua những cái đồ này cho mình không? Cảm. Thế bây giờ thì có chị Trần Đố Giáng My này mua cho ông những cái đồ này thì ông có thấy vui không? Vui. Vui à? Vui. Thế ông gửi một lời cảm ơn tới chị nhá. Vâng. Tôi cảm ơn ân nhân đã gửi cổ tôi với vợ tôi. Tôi biết ơn ân nhân rất là nhiều. Tôi chúc ân nhân cùng gia đình thân nhiều sức khỏe và luôn thành công. Ông mày nói là những cái lời mà cháu Lực chỉ dạy cho ông ấy cô bác, thì cháu Lực chỉ dạy từ rất là lâu rồi và ông vẫn còn rất là nhớ những cái điều mà cháu Lực chia sẻ. Cháu Lực dạy ông, chỉ bảo ông để ông gửi những cái lời cảm ơn tới cho những cô bác anh chị mà đã gửi những cái phần quà, đã quan tâm tới hoàn cảnh của ông bà cô bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã mua những cái phần quà này tới cho ông cụ với lại bà rồi. Tối nay về thì bà chắc là vui mừng lắm rồi nhỉ. Nãy khi mà mình không phải ngủ trên những cái chiếu nữa này. Thế ông với bà thì đây dùng hai cái chiếu này. Trong là dưới kia là có một cái tấm chăn, lót thêm một cái tấm ni lông nữa này cô bác này. Hãy để ngủ. Đây. Hôm nọ thì cháu Lực cũng được chị Trần Đố Giáng My là có gửi tiền, có nhờ cháu Lực là mua xuống cho ông cụ và sống môn mình cô bác. Và đến hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục nhận được sự đồng hành của chị Giáng My gửi chăn gối nệm tới cho ông cụ thêm gửi tới cho ông với bà mà sống neo đơn thêm một lần nữa cô bác ạ. Mua cái nệm này về thì sợ có ngủ quên đúng không? Quên. Ngủ quên à? Sợ là ông với bà ngủ ngon quá ngủ quên là được. là chó này dê này là đói nhá, đừng để cho nó đói nhá. Vâng. Nó mà bị bệnh gì thì nó mà bị cái gì thì bảo cháu nhá. Vâng. Để cháu xuống xem nên cháu còn biết đi mua thuốc. Vâng. Dê của ông thì ông cho nó ăn cỏ tận đâu? Ăn. Nhưng mà ông cho nó đi ăn cỏ tận đâu có xa không? Không xa đâu. Sân đâu? Thế bây giờ hai ông cháu mình đi xem dê một chút nào. Vâng. Mình cũng lâu lắm không nhìn thấy dê của ông rồi. Cũng có nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực rằng là chó thì không nên xích ấy cô bác, nhưng mà đến lúc mà ông đi rừng thì ông vẫn thả đi theo ông, còn những cái lúc mà về nhà thì ông lại xích nó vào. Cái này là cái gì đây ông ơi? À. Là cái gì đây? Không có cái gì đâu. Có cái gì à? Ừ.
Hay hôm nay thì trời nắng thì ông với bà cũng giặt quần áo lên. Ôi. Bây giờ ông với bà thì được bác Thảo Đỗ gửi cho ông với bà là một con dê với lại một con chó. Thì có thể nói là bây giờ ông cũng có thêm một người bạn này, có thêm những con vật nuôi dành riêng cho mình. Ôi đây là ông cho nó ăn cái gì đây? À, đây là chuối à? Chuối này, cho nó ăn dê thì ăn cái này cũng rất là thích được các bác này. À, chuối này thì có rất là nhiều nước cho nên là nó sẽ bổ sung nước nữa. Để đây có đi có sợ mất không ông dê? Không. Không sợ mất à? Ừ. Đây cẩn thận lại có một con dê là người ta lại lấy đi ấy nhá. Cũng vừa xem đấy. Vừa xem à? Cái dê của ông thì có vẻ là lớn rất là nhanh rồi các bác này. Này bây giờ thì chắc là bán đi chắc còn phải được tầm độ 2-3 triệu đấy. Lớn nhanh không nhờ? Lớn. Thế cố gắng nuôi thêm thời gian nữa là nó đi phối giống được đấy. Phối giống được thì nó nhân cho hai con nữa thì ông bà thì có 3 con thì tháo hồ nuôi rồi. Tháo hồ nuôi dê rồi. Hay ở cái chỗ ông đang ở hiện tại đấy các bác. Thì có rất là nhiều cỏ cho nên là rất là thích hợp để mà nuôi dê. Ở đây thì nếu mà có khi là mình như hiện tại ông với bà là trong cái phần rừng này rồi, chỉ cần mua cái loại thép B42 các bác, quay lại độ tầm 1 cây đến là nửa cây thôi thì thả những con dê này vào thì rất là nói là rất là tuyệt vời các bác. Khi mà ở đây nó có đủ mọi cái mà dê nó cần rồi, những cây cỏ thì nó cũng rất là tơi. Đây, nhìn thấy dê của ông thì ngày càng một lớn lên thì cũng rất là mừng cho ông với bà. Ở đây thì ai đào sắn đấy ông? Sắn bà. Đào à? Đào. Bà đào lấy đi đâu ấy? Bà đào làm ăn ấy. Làm ăn à? À. Thì ông với bà thì đào sắn này về ăn nữa này cô bác này. Ừ. Thế hết gạo à mà đào sắn đi ăn? Rau. Ăn sắn với gì? Ừ, ăn sắn đi rau. Ăn sắn với rau á? Ừ. Cái cơm thì còn không? Gạo thì còn không? Còn. Vẫn còn đúng không? Vâng. Nhưng mà chắc là có khi là ông với bà cũng tận dụng lại trồng với cô bác thì để ăn luôn. Cháu nhổ một cái xem nhá. Ừ. Cái này thì còn bé thôi nhỉ? Không có. Ồ, cái này không có đâu. Cái này mới trồng thôi. Có. Cái này thì còn bé mới trồng thôi cô bác. Mấy cây to cái thì chắc là có củ hết rồi. Đây thì ông với bà thì trồng có một húng này thôi. Nhưng mà bây giờ chỗ này đào xong là có trồng thêm không? Trồng thêm à? Trồng thêm đấy. Ừ. Đấy ông thì xung quanh nhà của ông các bác có rất là nhiều những cây sa mộc. Ông trèo lên rất là cao để chặt những cái cành cây này về này. Có khi là ông cành to để ông đem mang đi bán. Còn là cái cành nhỏ để ông mang để ông đi nấu cơm. Hôm nay ông có lấy củi ở đây không? Không à? Ừ. Cái cành này thì mang đi bán hay là mang nấu cơm? Nấu cơm. Nấu cơm à? Không có ai. Không có ai mua à? Không có ai mua thì. Ừ. Hôm nay thì quay trở lại và thăm ông và trao cái phần quà tới cho ông với bà. Thì có khi là đêm nay về thì bà không có biết cái chuyện gì mà nó xảy ra ấy các bác. Tối nay về thì có kể cho bà nghe là cháu mang lên không? Vâng. Kể cho bà nghe à? Hay là bảo với bà là tôi vừa đi mua về? Vâng. Có bảo không? Bảo với bà là tôi vừa đi bán củi, đi mua về. Vâng. Bảo, ông bảo với bà rằng là có một chị ở bên Hồng Kông nhá. Vâng. Là mua cho mình nhá. Vâng. Là mua cho hai vợ chồng mình. Đấy. Không thì ông bảo đi bán củi để mua thì bà không có tin đâu. Tại vì là một bó củi thì chả được bao nhiêu tiền cả cô bác ạ. Làm sao mà bà dám nghĩ là ông có tiền để mua được như thế này. Ô cái dây điện của nhà ông thì rất là nhỏ cô bác này. Ôi dây thì... Ôi chỗ này thì không sợ hả ông? Ừ. Chỗ này này. Dây điện hồ đấy. Ui, dây điện này thì từ rất là lâu rồi cô bác này. Đây thì còn không có dùng cái
cái băng dính đen đâu, mà dùng cái bóng xanh để quấn vào ấy. Hay có một số các bác theo dõi sâu những cái thước phim của cháu Lực chia sẻ lên thì cũng có biết cái hoàn cảnh của ông cụ, thì cho cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại thêm một lần nữa các bác nhé. Ông với bà cụ thì hiện tại là năm nay được 70 tuổi rồi. Hiện tại thì ông với bà là ở trong một cái ngôi nhà mà được ở bên thôn người ta là cho ở nhờ các bác này. Ở trên này thì có những cái, nó phải nói là hở rất là to. Ông với bà dùng những cái tấm, những cái cành cây mà nó có gai các bác này để chặn vào đây là để tránh con rắn vào không? Không á? Thế đây thì để làm gì? Này ô tô cá pô này à? Là bóng tư nó. Ồ. Đây còn những cái bức tường của ông thì có vẻ nói là đây các bác này, phải dùng những cái tàu lá chuối này đậy vào này. Hở rất là to này các bác này, bằng một cái gang tay của cháu Lực luôn. Hầu như là cái chỗ này nó sắp bị có thể là thời gian tới nó sẽ bị đổ luôn các bác. Ở đây không có này các bác này. Rất là tội, ở đây thì chắc là để từ rất là lâu rồi các bác. Những cái miếng bao tải này thì đã bị mọt hết rồi. Cái ngôi nhà của ông thì cái chiều dài của nó thì chắc là hơn được tầm 6 mét của bác. Này, ở phía bên này cũng thế các bác này. Nhìn những cái lỗ mà ông với bà nhét những cái miếng bao tải, miếng bạt vào thì là những cái chỗ đấy gọi là hở vào nhà rồi. Ở trên phần phía bên trên đó các bác cũng được ông với bà là dùng những cái tấm cành cây sao mộc để nhét vào để tránh cho con rắn, con rết vào nhà. Ôi, cái rau này là ăn được đấy ông nhỉ? Được. Rau này ăn được đúng không? Thật. Nhà ông thì cũng trồng thêm khoai lang ấy. Đây thì là bà chồng hay là ông chồng? Bà. Ui. Ừ. Bà thì ở nhà cũng rất là chăm chỉ này, có bác này đi xin những cái gốc cây mía về để ông với bà trồng ở đây. Năm bao giờ đã? Này giờ hun pô về mang ra nè. Đây là củi của ông lấy dưới kia về hay lấy từ đâu về? Lấy bên kia. Còn chuồng gà của nhà ông thì như nào ấy? Có gà không? Có gà. Gà đi đâu không biết rồi. Ừ. Chắc là nó đi. Ông có sợ mất à? Không sợ mất đâu. Ờ. Em thấy cứ tầm mà thế. Ờ. Thế gì? Nó thì nó vẫn tầm mà trồng hạt đúng không ạ? Ờ. Trồng ấy cái trứng như nữa nè. Tôi tu gắng lên đi à? Gà ông... con. Gà thì nhỏ nhỏ đấy cô bác. Hay. Ở đây có quả cà chua này không? Đây chín rồi, ông mang đi về đây, chín rồi. Này ông với bà thì có vẻ như là ở chỗ này ông bà trồng rất là nhiều những cái cây ăn trái của bác. Cây để là không có thức ăn đây. Đi ông mang về nhá. Đây. Hôm nay thì cháu được đi xuống với ông bà thì cũng chỉ là mua. Hôm nay cháu được xuống thăm ông bà, thứ nhất là thăm. Hôm nay thì cháu được đến với ông bà thì thứ nhất là xuống thăm ông bà. Thứ hai thì cháu Lực gửi cái phần quà của chị Trần Đồ Giáng My tới cho ông với lại bà nữa. Ở đây thì là cái gì đây ông? Ông thì bảo là lấy cái kia về để làm tiếng nông bảo là lúc biết. Ở đây thì ông với bà cũng có trồng được một chút là hạt đỗ đen của các bác này. Còn đây thì đây không phải là đỗ đen. Mà đây là hạt đỗ này các bác. Để phơi lên trên này xong rồi để nó khô lên ông với bà đập ra. Một tí nữa thì ông có đi lấy củi không? Không. Không à? Một tí thì ở nhà chăn dê rồi à? Hôm nay là bà đi xem lúa là ông phải ở nhà chăn dê đúng không? Ở đây chăn dê. Thế còn là cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Tôi xin chào các ân nhân.